Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh 68 Game Bài đổi thưởng của mình nhé. Tiếp tục chơi series video với cả 68 Game Bài đổi thưởng. Mình sẽ chơi một trong các cái trò chơi ở trên con game này. Những cái trò chơi ở trên con game này thì gần như mình đều đã chơi đầy đủ hết cả rồi. Có mấy cái trò quay hũ này là mình chưa chơi thôi các bạn ạ. Mình nghĩ là hôm nay thì mình sẽ test sang quay hũ một chút đi nhở. Quay hũ ở đây thì mình có cái trò là lộc tài này thì mình có chơi rồi này. À, tài lộc chứ nhầm. Sau đó thì đến cái trò cuối cùng này, cái trò thần tài đến này. Hình như là có cái trò này mình chưa chơi là các bạn. Đây để mình test cho các bạn xem cái trò Tây Du Ký này. Trời, nó có hay hay không? Nhìn cái quản chia giao diện thiết kế, đánh giá qua một chút ở phần giao diện thiết kế thì nhìn nó có vẻ cũng khá là ok đấy chứ. Đâu đến mức là tệ đâu. Ở đây người ta có giải thích hết các cái cơ chế hoạt động của nó này. Hiệu ứng âm thanh, sau đó thì các kiểu ở đây có lịch sử luôn à. Hay nhỉ. Và bây giờ thì mình sẽ tăng cái mức cược lên. Có một cái thiết kế rất là ngu ở trên là con game này là cái mức cược của nó chúng ta phải tăng kiểu tăng bằng tay từng phát một như này, rất mất thời gian. Nó đéo có cái nút kiểu tăng một phát x 2 x 4 x 6 x 8 lên, nó phải tăng từ 1001. Ảo thật đấy. Mình đã có vốn là 4M thì bây giờ chắc là mình sẽ quay 100k một phát đi các bạn ạ. 100k một phát. Ở đây để mình giữ vào cái này là nó tự động quay nhá. Dành cho những bạn nào chưa biết thì chúng ta sẽ giữ vào cái này thì nó sẽ tự động quay. Đấy đúng rồi đấy, đúng sách rồi đó các bạn ạ. Mình có vốn là hơn 4M phải không, hơn 4M để xem là mình có ăn được không. Mình sẽ quay khoảng cỡ 5 hoặc 10 phút gì đó thôi, trong vòng 5 hoặc 10 phút này. Ui, Bing Win nổ hua x24 nghỉ luôn. Ui, ăn được hình như là đâu đó khoảng 2M các bạn ạ. Ăn được 2M là đỉnh cao rồi đấy. Hũ chơi game này mặc dù là nó thiết kế hơi bị sida một chút nhưng mà nói chung ăn được tiền là được. Lại Bing Win phát nữa. Lên bao nhiêu mở đây? Ui, 6M3. Được nha. Được nha. Mẹ Bing 3 phát liên tục xem nào, lên 10M luôn đi. Mình nghĩ là mình nên quay chậm đấy các bạn ạ. Quay nhanh nhìn nó hơi bị ảo ma tí. Đó, quay chậm lại như ui, cộng 2M luôn. Được. Mình nghĩ là quay chậm lại nó ok hơn là quay nhanh ấy. Bing phát nữa này. Uầy, 8M nhá, vậy là 4M lên 8M rồi. Ủa, sao nhiều hoa vậy mà không win ta? 4M lên 8M, mình nghĩ là mình quay chậm lại như này ấy, thì mình sẽ thấy được là nó ăn tiền, nó sẽ ok hơn. Nổ đấy. Nào, win phát lên 10M xem nào. Đéo ăn. Mẹ nó nhả cho ăn đúng 4M lên 8M. Sau đó thì nó giật liên tục, đéo ăn phát nào cả. Mình nghĩ là cái trò nổ hũ này chúng ta không nên chơi lâu đâu, nên chơi một lúc thôi. Nếu mà bởi vì ấy, nếu mà nó nổ thì nó đã nổ luôn rồi. Như kiểu hồi nãy ấy, chúng ta chỉ chơi khoảng cỡ 2 hoặc 3 phút đầu thôi. Nó mà nổ thì nó đã nổ luôn rồi. Đéo nổ nữa. Sau khi nó lên 8M rồi thì nó đéo nổ pha nào nữa, xịt liên tục, xịt từ 8M xuống 7M, xuống 6M9. Nó ác chưa kìa. Bing một phát nữa. Bây giờ mình rút kinh nghiệm rồi, mình bing một phát nữa nghỉ luôn. Win đê thôi nào, đừng có đùa nữa. Win đê. Bịp mẹ rồi các bạn ạ. Bịp mẹ nó rồi. Đéo nổ phát nào luôn là ác thật. Ôi rồi ôi. Mẹ mới như cặc vậy, từ 8M xuống 7M, bây giờ xuống 6M, xuống 5M rồi. Sắp hoàn vốn mẹ rồi đấy. Chán thế nhở. Chán đéo chịu được. Ồ, cái gì đây? Nổ phát ra nào. Gì mẹ như cặc vậy. Nổ đê. Ừ. Kìa. Hoàn vốn rồi các bạn ạ. Hồi nãy mình có 4M, hơn 4M một chút, bây giờ lên 5M, hơn 5M. Kể ra thì vẫn lời nhưng mà từ 8M xuống 5M thì đúng thật là ác thật. Quay thần tốc đây. Mẹ chẳng nhẽ bây giờ lại chốt lỗ à? Ôi rồi ôi. Ôi rồi ôi. Ừ, được. Mẹ mày. Vẫn lỗ nha. Tưởng ăn quả 2M thì nghỉ luôn đấy. Đừ. Mẹ 500k chứ đéo phải 2M các bạn ạ. 2M đéo phải. Nó lại là 500k tiếp. Như cặt vậy. Đéo phải 2M tia. Nó lại là 500k. Ừ. Đéo chơi nữa. Đéo chơi nữa. Dừng. Yes. Mẹ từ 8M xuống còn hơn 4M. Nếu mà so với cái số 4 ban đầu mình bỏ ra thì mình lời được của nó là 1M, tròn 1M luôn. Nhưng mà thôi nha, mình sẽ chấp nhận là mình ăn non thôi. Mình lúc nãy mình ăn được hơn 8M nhưng mà mình đéo nghỉ sớm, thế là mình mất một khoản khá là to.